Và quý vị ơi, tiếp theo là 133, ba cây trang sen 300k bao ship toàn quốc. Anh nào quen là ship code lại chuyển khoản nha quý vị. Ba cây này là 300.000. Đó quý vị thấy không, bông rồi nè. Đó, đặt cây hết trơn luôn nha. Bông của nó to lắm nha quý vị. Cái này là búp thôi nha, dưới gốc cũng có bông luôn nữa nè. Nè, nếu mà nó đủ lực là bông nó bự dày nè quý vị. Nè, thấy không, cái bông nữa không? Đó, cái này là cái búp, còn cái này là cái bông nha. Nó mà đủ đủ sức á, là nó bông bự như vậy luôn nha quý vị. Nó có bông chân sen nó to như vậy luôn á nha. Chà bá lửa luôn á. Cho quý vị nào mà chưa biết đó thì coi nha. Rồi cái tỷ lệ đây nha, bằng tay tôi nha, ngón tay tôi đây nha. Đó đó, rồi chai trà xanh luôn, trên tôi quay xuống cho quý vị xem rồi đó ha. Rồi kết thúc nha quý vị.